chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh vĩnh long chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh vĩnh long mến chào quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm qua chúng tôi giới thiệu phần 17 tiểu thuyết yêu người tử tù của nữ dân sĩ hàn quốc gong ji song xin tấm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo để gẫm suy những điều mà tử tù nói với cô monica trong bức thư cô gái su song bước đến cửa sổ giờ để ngắm nhìn bầu trời xanh vừa chậm chậm uống nốt cốc cà phê đang cầm trên tay. Bỗng cô nhìn thấy một cảnh tượng hơi không bình thường ở góc công viên phía đằng xa kia. Có một đám khoảng gần hai chục đứa học sinh cấp 2, cấp 3 đang đứng túm tụm lại một chỗ. Quan sát kỹ một lúc, Su Sông thấy đám học sinh đó đang đánh hội đồng một đứa. Dù đang ở tầng trên tầng 15 của khu chung cư, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ những vệt máu bè bét trên khuôn mặt đứa học sinh đáng thương đang bị đánh kia. Chờ có một dự cảm chẳng lành và thấy bất an vô cùng vì thấy nhóm học sinh đó cứ đứa này đánh xong là đứa khác lại nhảy vào đánh tiếp. Lo sợ đứa bé đi đánh có thể chết, Xu Song nhấc điện thoại lên bấm số 112. Nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng trả lời của người cảnh sát, du Song thấy an tâm hơn và thuộc lại chuyện xảy ra tại công viên. Xu Song cấp điện thoại, nhìn đồng hồ thấy 3 giờ 48 phút, vậy là đến tận 4 giờ 20 phút mới nghe thấy tiếng còi báo động của xe cảnh sát. Liệu cảnh sát có cứu được đứa bé tội nghiệp đó không? Vì sao họ lại đến muộn như vậy? Để có lời giải đáp, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 18 tiểu thuyết Yêu người tử tù của nhà dân Gong Si sông được tiếp tục giới thiệu trong chương trình đêm nay với nhiều chi tiết khá thú vị. Doanh Su và ông quản giáo cùng quay sang nhìn tôi với một ánh mắt vô cùng ngạc nhiên rồi khuôn mặt của John Su tự dưng trở nên tối sầm lại. Anh ta cúi gục đầu nhìn xuống dưới đất. Cứ như anh ta đang muốn nói với tôi rằng, cũng là một kẻ giả tạo mà thôi. Tôi không muốn nhận thêm bất cứ một vết thương lòng nào từ những kẻ giả tạo giống như cô nữa. Hay chí ít, thì chắc anh ta cũng đang nghĩ rằng, quá ra mình đã đoán không lầm về cái động cơ dẫn tôi đến đây tôi tôi không muốn nói dối tôi cũng ghét cả những câu nói sáo rỗng hay những câu chuyện vô vị nhạt nhẽo tôi cố lấy hết can đảm để nói dung su cúi mặt nhìn xuống và không nói bất cứ một câu nào một lúc sau tôi mới thấy anh ta ngước mắt lên nhìn tôi và nói không sao tôi cũng tưởng hôm nay sơ đến nên tôi mới ra đây nhưng nghe bảo là hôm nay sơ phải đi bệnh viện vì có một bệnh nhân bị ung thư nặng đang phải từng giờ từng phút đối diện với cái chết nếu sơ bảo cô đến đây nói chuyện với tôi thay sơ hôm nay thì chắc cô cũng không có nhiều thời gian nên cô cứ về đi không sao đâu cô giáo tôi rất vui vì cô đã nói thật những suy nghĩ của mình vừa nói câu cuối cùng anh ta vừa đứng bật dậy và nhìn tôi một cách lạnh lùng lại thêm một lần nữa tôi cảm giác như ánh mắt anh ta đang chế giễu mình dẫu chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi nhưng rõ ràng tôi thấy trong ánh mắt ấy có chứa đựng cả một sự hối hận chắc anh ta đang hối hận vì trước đó anh ta đã trót kỳ vọng quá nhiều vào tôi cô giáo nghe cứ như anh ta đang đứng ở một góc hẻm rồi lót đầu ra, nhổ toẹt cái từ ấy vào mặt tôi. Tuy vậy, tôi lại có cảm giác như trong câu nói ấy của anh ta đang chất chứa một cái gì đó đau đớn lắm. Nữa thì như nó có ý nói rằng anh ta đã quá quen với những chuyện kiểu ấy. Nữa thì như đang đau đớn chua chát. Anh ta đang cảm giác rằng việc anh có thể tự tin đứng lên sau nhiều lần giáp ngã không phải là một việc dễ dàng như anh vẫn tưởng. Nhưng mãi về sau, tôi mới biết quá ra vì anh ta bị giam ở trong tù. Nên nếu không có ai đến tìm, anh ta cũng chẳng được gặp ai. Nếu không phải gặp một người thuộc quỹ viên trong hội đồng tôn giáo nhà thờ tại căn phòng này, thì dù mẹ anh ta có đến đây thăm, anh cũng chỉ có thể gặp mặt mẹ và ngồi nói chuyện được khoảng 10 phút qua lỗ cửa trắng làm bằng mika ở phòng tiếp thân nhân vậy nên suốt cả tuần lúc nào anh ta cũng hồi hộp và chờ đợi để được gặp tôi và cô monica vào ngày thứ năm như thế này không phải tôi định nói là tôi sẽ đi ngay bây giờ đâu lý do hôm nay tôi thay sơ monica mà cũng là cô ruột của tôi đến đây là vì người bệnh nhân bị ung thư đó người mà hôm nay Cô đến thăm đấy chính là mẹ ruột của tôi. Tôi đã nhờ cô đi đến đó. Tôi bảo cô đến gặp mẹ tôi hộ tôi. Còn tôi sẽ thay cô đến đây gặp anh. Vì thế nên hôm nay tôi mới có mặt ở đây như thế này. Tôi dầu vàng đứng lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta và nói. Tôi hơi tỏ ra tức giận trước thái độ nóng dội vừa rồi của anh. Còn anh, cứ đứng lặng im nhìn tôi, với một ánh mắt vô cùng ngạc nhiên pha lẫn chút khó hiểu như thể anh mới gặp tôi lần đầu tiên tôi thấy anh ta bắt đầu căng thẳng vì anh không biết phải nói gì với tôi lúc này tôi ghét mẹ tôi nếu tôi đi gặp bà ấy chắc tôi lại muốn chết lần nữa thế nên tôi đã chọn việc đến đây tất nhiên không phải là do tôi thích anh hay quý mến anh mà tôi chọn việc này nhưng chí ít thì tôi cũng không hề ghét anh hơn nữa giữa chúng ta cũng chẳng có mối quan hệ gì chẳng yêu nhau cũng chẳng ghét nhau đương nhiên làm gì có chuyện tôi và anh ghét bỏ nhau sau một hồi suy đi tính lại tôi thấy sau cái việc tôi đi đến bệnh viện gặp mẹ việc đi đến đây tôi thấy thoải mái hơn tốt hơn anh đừng hiểu lầm lý do tôi có mặt ở đây hôm nay chỉ có vậy tôi ngừng một lúc hình như không chỉ có anh ta mà cả ông quản giáo ly cũng quay sang nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu tôi cũng không hiểu tại sao nhưng đúng là từ lần đầu tiên gặp anh tôi đã thấy anh có một cái gì đó giống với tôi tôi không biết vì sao tôi lại có cái cảm giác ấy tôi đoán có thể là do anh ghét mẹ anh cũng như tôi ghét mẹ tôi vậy chắc là vậy Dung Su vừa ngờ vật nhìn tôi, vừa chậm chậm ngồi xuống ghế. Tại sao cô lại có suy nghĩ ấy? Có phải cô đã đọc hết những bài báo viết về tôi? Tôi đã đọc vài bài, nhưng là sau khi tôi đi gặp anh về. Những người ghét mẹ anh, nói cách khác, họ là những người lớn lên không có tình yêu thương của mẹ. Họ lớn lên mà không nhận được tình yêu thương, đáng ra họ có quyền được nhận ấy thế nên ở một góc nào đó trong tâm hồn họ đã không được hoàn thiện sự không hoàn thiện ấy luôn hiện lên ở trên khuôn mặt và tôi đã nhìn thấy điều ấy ở anh tôi đã suy nghĩ đến sự có mặt của ông quản giáo ly khi đó nhưng mặc kệ tôi vẫn quyết định nói ra những câu khó khăn ấy tôi đoán chắc khi nghe xong những câu tôi vừa nói ông ấy sẽ không còn nghĩ tôi là một người tốt hay một người chuyên làm những việc vĩ đại nữa tim tôi tự dưng đập thình thịch tôi hơi hồi hộp không biết hôm nay ông ấy có về kể lại chuyện này cho vợ ông nghe hay chí ít ông ấy cũng sẽ nói mấy câu vu dơ như cứ tưởng cô ấy có ý tốt nên mới đến đây thăm tù nhân ai ngờ hoàn toàn không phải vậy tôi loáng thoáng hình dung ra nỗi lo sợ mà những kẻ giả tạo hai mặt thường mang đây là lần đầu tiên tôi nói ra điều này dù cậu tôi là bác sĩ khoa tâm lý và thần kinh học nhưng tôi cũng chưa bao giờ nói với cậu tôi những điều ấy hôm nay tôi đã nghĩ rất nhiều cũng như đã tự hỏi mình tại sao tôi lại muốn đến đây hình như một phần cũng là do tôi muốn nói chuyện với anh sự thật nói ra điều này không hề dễ dàng đối với tôi. Tôi định chừng nào mẹ tôi còn ở trong bệnh viện, tôi sẽ còn đến đây. Nhưng đương nhiên, nếu anh không muốn gặp thì tôi sẽ không đến nữa. Ông quản giáo Ly ngồi im giả giờ như không nghe thấy những gì tôi nói từ nãy đến giờ. Còn John Su thì nhìn tôi chầm chầm. Trong đầu anh đang xuất hiện những suy nghĩ hay những cảm tưởng mà trước đây anh chưa từng có. Và hình như anh vẫn còn đang có ý nghi ngờ tôi. Anh nhìn tôi như một con hươu đang cố ngỏng cái cổ cao hoàng của nó rồi dến tay lên chăm chú lắng nghe mọi tiếng động đang phát ra xung quanh. Nhưng nhìn vào ánh mắt anh, tôi biết anh đang rất muốn tin vào những lời tôi vừa nói. Tôi nuốt nước bọt và quay sang nhìn thẳng vào mắt anh trong thư anh viết lần trước anh có nói không biết mùa xuân này có phải là mùa xuân cuối cùng của cuộc đời mình không vậy nên trong những ngày xuân cuối cùng của anh và có thể là của tôi nữa tôi không muốn nói những câu chuyện tầm phào nhạt nhẽo mà mọi người vẫn thường hay nói vì chúng ta đều không có nhiều thời gian mà thế nên khi gặp nhau thế này tôi muốn nói với anh những câu chuyện thực sự mỗi năm mùa xuân chỉ đến có một lần nhờ anh mà tôi biết được điều ấy cũng như lần đầu tiên trong đời tôi phát hiện ra để có thể được nhìn thấy mùa xuân như thế này chúng ta đã phải chờ đợi đúng một năm và giống như anh tôi cảm thấy biết đâu đây là mùa xuân đầu tiên nhưng cũng có thể là mùa xuân cuối cùng của cuộc đời mình trong một mùa có cả sự khởi đầu lẫn sự kết thúc đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cùng một lúc hai cái sự việc ấy mùa xuân thì năm nào cũng đến một lần theo quy luật của tạo hóa nhưng việc nó trở thành mùa xuân cuối cùng của một ai đó hay chuyện cứ mỗi ngày trôi qua ta lại cảm thấy lo lắng bồn chồn rồi cả cái khoảnh khắc khi những dòng nước mắt ngắm sâu vào trong thân cây hay khi cây hoa kenari nở rộ vàng rực vào những ngày nắng rồi cảm giác lần đầu tiên được trực tiếp chạm nhẹ vào chúng thì ta lại phải nói câu vĩnh biệt nói một cách dễ hiểu những sự vật tồn tại trên thế gian này không phải hôm nay bỗng dưng chúng được trải rộng ra trước mắt ta mà là hôm nay chúng ta đã cảm nhận được sự tồn tại cũng như vẻ đẹp thực sự của chúng lần đầu tiên nhưng biết đâu cũng là lần cuối cùng nhờ anh mà tôi hiểu được tất cả những điều ấy và điều quan trọng hơn cả đó là nhờ anh mà tôi biết được rằng tôi đã từng muốn giết chết một ai đó kẻ đó không phải là bản thân tôi dung su nhìn tôi bằng ánh mắt khá căng thẳng cô bảo cô muốn nói những câu chuyện thật sự với tôi vậy câu chuyện thật sự cô định nói ở đây là gì tôi vẫn chưa biết nhưng nếu ta cứ nói chuyện thế này thì chắc sẽ có lúc biết được thôi Tôi không thể nói với anh những câu nói hay hoặc những lời động viên xúc động giống như cô Monica vẫn thường làm. Cô Monica cũng đã nói với ông giám đốc trại giam ở đây. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ đến đây với tư cách là một người thuộc hội đồng tôn giáo. Tôi sẽ phải đeo cái phù hiệu này mỗi khi đến đây. Nhưng tôi lại chẳng biết gì về kinh thánh, thậm chí gần 15 năm rồi tôi chưa đi cầu nguyện. Tôi cũng chẳng đi nhà thờ. Hồi ở châu Âu, tôi cũng có đến nhà thờ vài lần để mua mấy tấm phù thiếp. Tôi là một họa sĩ, nhưng từ khi về nước đến giờ chỉ có duy nhất một lần tôi mở triển lãm tranh cá nhân. Nhưng đã lâu lắm rồi, tôi chẳng có cảm hứng vẽ thêm được một bức tranh nào. Tôi là một giảng viên đang giảng dạy tại một trường đại học. Tôi từng học và lấy bằng tốt nghiệp ở Pháp. Nhưng cái trường mà tôi từng theo học ấy chỉ cần có tiền là bất cứ ai cũng có thể nhập học và tốt nghiệp được khi tôi đi giảng dạy hầu hết những giảng viên khác trong trường đều nhìn tôi với một ánh mắt dò xét họ xì xào bàn tán sau lưng tôi là tại sao một người như tôi lại có thể trở thành giảng viên được còn bọn sinh viên của tôi chúng chẳng ngại mà nói thẳng vào mặt tôi chúng bảo thế gian này á ở đâu chẳng vậy con nhà giàu có tiền là có tất con nhà giàu muốn gì mà chẳng được. Hình như cô ta còn là con của giám đốc trường đại học này. Tôi cũng đã nghĩ về tất cả những lời họ nói. Vì họ đâu có nói sai điều gì. Lần trước khi tôi lái xe trong lúc say rượu rồi phải vào đồn cảnh sát, mấy ông cảnh sát ở đó cũng đã nhìn tôi và hỏi tôi là có bị điên hay có vấn đề gì về thần kinh hay không. Tôi khẳng định tôi không bị điên tôi chỉ hơi đầu gấu tí thôi Dân su đang căng thẳng lắng nghe tôi nói bỗng vì cười cả ông quản giáo ly cũng cúi đầu cười rúc rích tất cả mọi người bỗng dưng cùng cười làm cho bầu không khí trong căn phòng như đang tràn ngập ánh nắng của mùa xuân chính tôi cũng thấy buồn cười về câu mình vừa nói tôi để ý thấy nét mặt của dân su cũng như của ông quản giáo ly bỗng nhiên trở nên tươi tỉnh hẳn tôi đã từng ba lần tự sát lần thứ ba vào mùa đông vừa rồi tôi đang phải đi điều trị thần kinh và tâm lý nên tôi đã hứa với cô monica là tôi sẽ đến đây cùng với cô ý tôi nói là không còn cách nào khác nên tôi buộc phải đến đây nhưng dù sao thì tôi cũng không phải là một kẻ điên hay một kẻ có vấn đề về thần kinh chỉ vì tôi ghét chính bản thân mình nên tôi muốn chết thế thôi Bởi vì hầu tôi 15 tuổi Không hiểu sao Tôi lại muốn kể cho anh ta nghe câu chuyện ấy Lúc đó tôi không hề cảm thấy xúc động Hay đau đớn Mà ngược lại tôi thấy thanh thản vô cùng Và quan trọng hơn Là tôi biết anh ta đang vô cùng chú tâm lắng nghe Từng lời nói của tôi Biết đâu hôm nay Là lần đầu tiên Nhưng cũng có thể là lần cuối cùng người mà anh ta được gặp và nói chuyện là tôi thì sao? Trong cuộc đời tôi, đã có ai chịu ngồi im và chú tâm lắng nghe những lời tôi nói như anh ta thế này đâu? Tôi... Tôi đã bị anh con bác ruột. Cổ tôi nghẹn lại. Cứ như là bao nhiêu quốc ức, tức tử bấy lâu nay, tôi phải chịu đựng, bỗng đâu dồn về cùng một lúc tôi không thể nói tiếp cho hết câu. Tôi thấy tim mình đau nhói. Tôi miếm chặt mau lại và ngồi im một lúc. Tôi đã bị anh con bác ruột cưỡng hiếp. Khi tôi đến nhà bác ấy làm mấy việc lặt vặt cho mẹ. Lúc đó hắn ta đã kết hôn và có con rồi. Đây là lần đầu tiên câu chuyện này được kể ra từ chính miệng của tôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi dùng cái từ cưỡng hiếp. Nếu bắt buộc phải kể cho một ai đó biết câu chuyện ấy, chắc chắn tôi vẫn sẽ chọn kể cho anh ta, cho người đang sống rốt mùa xuân cuối cùng của cuộc đời này nghe. Tôi cũng không hiểu tại sao. Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy anh ta và tôi có rất nhiều điểm tương đồng. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt anh ta, tôi đã nhận thấy những điều đó và quan trọng hơn ở một khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời này chúng tôi một kẻ sắp bị đem đi thi hành án tử hình và một kẻ cố ý tự sát để kết thúc cuộc sống cũng cùng đi trên một chuyến tàu để tìm đến cái chết cả tôi và anh ta cũng có suy nghĩ là muốn tìm đến cái chết nên chúng tôi đã làm rất nhiều việc sai lầm nhưng ngược lại qua những việc làm sai lầm ấy chúng tôi đã nhìn thấu đáo được nhiều sự việc khác bởi vì cái chết nó dường như lúc nào cũng mâu thuẫn với tất cả mọi thứ có giá trị nhất trên thế gian này dù đó có là danh dự tiền bạc hay là cái gì đi chăng nữa cái chết là thứ duy nhất trên thế gian này có thể cười nhạo vào những kẻ lúc nào cũng chỉ biết đến tiền tiền và tiền cái chết đó là việc mà ai trong đời dù giàu dù nghèo, dù hạnh phúc hay bất hạnh, cũng đều phải trải qua một lần. Tôi tin anh ta có thể hiểu được con người tôi, cũng như hiểu được hết những điều tôi đang nói. Căn phòng im lặng, không một tiếng động dù là nhỏ nhất. Ông quản giáo Ly và Dung Xu đang đến thở lắng nghe từng lời tôi nói. Tôi cảm giác như anh ta đang căng thẳng và chăm chú lắng nghe tôi nói hơn cả lúc anh ta bị ông chủ tọa phiên tòa đọc bản tuyên án tử hình. Thực ra khi tôi kể lại câu chuyện ngày xưa của mình và nói ra cái từ cưỡng hiếp, tôi không hề nghĩ trước thái độ cũng như phản ứng của anh ta sẽ thế nào. Đến khi vừa nói xong cái từ ấy, tôi mới chột dạ nghĩ lại chuyện anh ta đã từng cưỡng hiếp rồi giết chết một cô gái mới 17 tuổi. Nhưng trái với những suy đoán của tôi, anh ta chỉ ngồi thần mặt ra và im lặng nhìn tôi mà không nói một câu nào dường như trong ánh mắt của anh ta đang chứa đựng một sự đồng cảm một sự thương hại thậm chí là có chút hối hận khi anh ta hồi tưởng về quá khứ và tôi bỗng nhận ra rằng việc tôi nhắc lại cái ký ức đau đớn ấy của mình cũng chẳng khác nào việc tôi đang động mạnh vào một vết thương chưa lành của anh ta nhưng tôi mặc kệ tất cả và quyết định nói tiếp sau đó tôi không thể có được những mối quan hệ bình thường với những người khác phái với những người tôi không yêu thì chẳng sao nhưng với những người tôi yêu thật sự thì tôi đã không thể thế nên với những người tôi yêu tôi đã quyết định phải rời xa họ như vậy đấy khi nói câu cuối cùng tự dưng tôi thấy mắt mình hơi cay cay đây là lần đầu tiên tôi nói một cách quá tỉ mỉ chi tiết về bản thân mình cho người khác nghe tôi cũng không hiểu vì sao lúc ấy tôi lại cho anh ta biết cả cái điều ấy tôi bỗng cảm thấy xấu hổ tôi vốn nghĩ tôi là một người khá cởi mở và dễ dàng bỏ qua mọi chuyện tôi thậm chí chẳng thèm để tâm đến chuyện ai đã chia tay tôi hay ai đã bỏ tôi mà đi tôi đã luôn nghĩ như thế vậy mà bây giờ khi ngồi nói chuyện với anh ta và nói ra cái câu ấy. Tôi mới nhận ra từ trước đến giờ, lúc nào tôi cũng cảm thấy bị tổn thương, bị đau đớn. Quá ra là vậy. Tôi thầm kết luận. Anh ta đang nuốt từng lời tôi nói, cũng như anh biết tường tận sự xấu hổ đang hiện hữu trong con người tôi. Tôi biết, vì tôi vốn quá quen với việc bị người khác từ chối, mỗi khi định tâm sự những điều thầm kín xuất phát từ đáy lòng mình tôi biết vì tôi muốn là một người vô cùng nhạy cảm với những điều ấy lúc tôi nói câu cuối cùng tôi thấy mắt anh ta bỗng hơi nhíu lại và chính trong cái khoảnh khắc ấy tim tôi cũng bỗng đập mạnh hơn tôi và anh ta hai chúng tôi lúc này như đang đứng ở hai bên đầu của một sợi dây giăng qua một thác nước nếu người này kéo đầu dây bên này thì ở đầu dây bên kia người kia cũng có thể cảm nhận được. Chuyện tôi hồi tưởng và kể lại cho anh ta nghe quá khứ của mình, một phần có lẽ cũng là do tôi đang muốn an ủi anh ta. Tôi chỉ muốn nói, trên thế gian này, không phải có mỗi một mình anh mới bất hạnh, mới đau đớn. Thế nên, anh đừng có lúc nào cũng mang bộ mặt ủ rũ như đưa đám ấy. Đại loại là vậy, tôi chỉ muốn nói điều ấy với anh ta. Tôi đã đọc gần như tất cả những bài báo viết về anh. Như để kìm lại những cảm xúc của mình, tôi chầm chậm nói. Khoan đã. Ông quản giáo Ly chợt quay sang nhắc lời tôi. Còn Dông Su đang nhăn mặt lại. Tất cả những gì liên quan đến vụ việc ấy, theo quy định không được phép nói ở đây. Tất cả những gì liên quan đến vụ việc ấy, theo quy định không được phép nói ở đây. Ông quản giáo Ly vừa nhìn tôi vừa nhẹ nhàng nói căn phòng lại trở về trạng thái yên lặng nhưng lúc ban đầu tôi cũng không dội nói gì thêm nhưng vậy thì phải nói chuyện gì bây giờ nhỉ cái vụ việc ấy chính là động cơ dẫn tôi đến đây gặp anh mà nếu loại trừ cái vụ việc ấy ra khỏi cuộc nói chuyện này thì ngay cả cái lý do duy nhất khiến anh ta phải đi gặp những người liên quan đến tôn giáo như tôi và cô Monica cũng biến mất còn gì tôi thầm thắc mắc nhưng quy định của trại giam là vậy mà quả thật tôi cũng không hề có ý định nói đến những cái gì liên quan đến quy định cũng như tôi không có ý định nói những câu chuyện tầm phào không đâu vào đâu và nhất là tôi không thể nói những câu kiểu như cô monica hay nói ví như vì thế mà chúa đã đến đây chúa đến để bảo với con rằng con là một người được quý trọng được yêu thương tôi không muốn nhắc tới những câu kiểu như tại sao chú lại đến bên tôi, cũng như đến bên anh. Rồi thì tôi là ai, anh là ai, và làm cách nào để anh có thể trở thành một người được quý trọng, được yêu thương trên thế gian này. Dung Su vẫn cúi đầu nhìn xuống, như thể anh ta vẫn chưa hiểu hết ý của cái câu tôi vừa nói. Bức tranh, sự trở về của đứa con tội lỗi của Rembrandt được treo ngang ngay phía sau đầu của john su đứa con tội lỗi trong bức tranh kia hôm qua cũng vậy hôm nay cũng vậy nó vẫn đang quỳ gối ngồi im lặng như thế tôi chợt để ý đến đôi giày của nó đôi giày ấy gần như đã bị rách toẹt, khiến cho bản thân nó bị lộ cả ra ngoài còn ông bố trong bức tranh ấy hôm qua cũng thế hôm nay cũng thế ông ta vẫn đang cúi xuống nhút ve con trai mình nhưng rem răng chỉ vẽ mỗi khoảnh khắc đứa con tội lỗi đó trở về mà thôi rem răng không vẽ tiếp bức tranh nói về cảnh người bố ấy tha thứ hay mở tiệc thiết đãi con trai của mình đứa con ấy giờ đã biết quay đầu hối cải cũng như bố anh ta cũng đã tha thứ cho mọi tội lỗi của anh ta nhưng dẫu có vậy thì hơn một trăm năm nay anh ta vẫn đang phải cúi đầu quỳ gối như thế anh ta mãi mãi không bao giờ có thể đứng dậy cũng như không bao giờ có thể bước chân được vào trong nhà tôi chợt liên tưởng đến những người tử tù đang bị giam giữ ở đây giống như đứa con tội lỗi đang phải quỳ gối trong bức tranh kia rồi đến một ngày nào đó họ cũng sẽ phải quỳ như thế khi ra pháp trường để người ta đưa sợi dây thòng lòng vào cổ chú quản giáo ly tôi định nói về những câu chuyện liên quan đến bản thân tôi thôi Tôi không phải là người của viện kiểm sát hay của cánh nhà báo. Tôi cũng không có ý định phê phán hay có gợi ý lại những cái gì liên quan đến vụ án ấy. Ông quản giáo Li nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn tôi và gật đầu. Tôi lại quay sang nhìn doanh Su. Ánh mắt anh ta lúc này trông đầy vẻ tò mò, pha lẫn một chút căng thẳng. Cứ như đứa trẻ lớp 1 ngày đầu đi học được bố mẹ dắt tay đến trường mà thực ra tôi cũng không biết là anh ta đang căng thẳng hay là đang hoài nghi mình nữa vì anh ta lúc này trông cứ ngây ngô như kiểu lần đầu tiên gặp phải một con người khó hiểu như tôi nói thật là tôi chưa biết anh là người như thế nào mà tôi cũng chưa bao giờ có suy nghĩ rằng tôi sẽ tìm hiểu về con người anh thông qua những bài báo kia báo chí thì luôn viết về những vụ việc kiểu ấy nhưng làm sao họ biết được lý do hay bối cảnh tạo nên những vụ việc ấy chứ. Thậm chí, chính những bối cảnh ấy mới quan trọng, nhưng mọi người có ai quan tâm hay để ý đến đâu. Ví dụ như anh A đang định cầm dao cắt cổ ai đó, nhưng anh ta lại cắt nhầm vào sợi dây đang treo cổ người ta. Còn anh B đang định cầm dao đi cắt sợi dây treo cổ để cứu người, nhưng anh ta lại cắt nhầm vào cổ của người ta khiến người ta bị chết hai hành vi này tuy có giống nhau nhưng kết quả chúng đem lại hoàn toàn khác nhau anh a được người ta tuyên dương ca tụng còn anh b bị xử tử hình vì mọi người thường chỉ nhìn vào mỗi kết quả của hành vi rồi phán đoán chẳng có ai xem được hay nghe được những suy nghĩ bên trong của người khác cả vậy nên mới nói tội lỗi và hình phạt quả nhiên chúng có thực sự là thỏa đáng hay không một hành vi sẽ tạo ra một sự thật, nhưng bản chất của cái sự thật ấy thì lại luôn luôn đi trước hành vi. Vì vậy, chúng ta phải đi tìm bản chất bên trong của sự thật ấy, chứ đừng chỉ nhìn vào mọi cái sự thật bên ngoài. Nhờ anh mà tôi đã có những suy nghĩ như thế đấy. Kính thưa quý vị, khi tổ cảnh sát đến thì cả nhóm học sinh đã chạy vào con hẻm nhỏ đi vào núi, bọn chúng không để lại dấu vết gì nên cảnh sát chỉ hỏi mấy người đi vào trong công viên mấy câu theo đúng trình tự báo án. Đứng bên ô cửa sổ, Du Sông tức điên người, nhưng vì không muốn dính tới cảnh sát nên cô đi trở lại bàn và đọc tiếp bức thư của Sun Tzu. Bằng giọng kể buồn buồn, anh ta cho biết đã trở thành một kẻ sống lang thang bất cần đời sau cái chết của đứa em trai. Anh bắt đầu kết thân với những đứa bạn xấu. Tuy nói là bạn xấu, nhưng chúng đã là những đứa bạn tốt, đã cho anh cái ăn lúc anh đói cho quần áo lúc anh lạnh, cho rượu để uống lúc khác, cũng như đến thăm nôm lúc bị bắt vào tù. Cũng kể từ đó, Du Sông vào khám ra tù cứ như đi chợ. Giữa một kẻ chưa học hết cấp 1, nhà tù chính là trường học tổng hợp. Ở đó, anh được học những kỹ năng phạm tội, học được sự quán hận, thậm chí học cả việc đi trả thù nữa có cả nghìn người ở trong đó sẵn sàng dạy xu sông làm như thế nào để không bao giờ có cảm giác tội lỗi mỗi khi làm việc xấu hay làm thế nào để có thể trở nên độc ác tàn nhẫn, ngỗ ngáo và bất cần hơn. Cuộc đời xu sông trượt dài theo con chốc và tội ác cuối cùng chính là giết người. Để hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh của xu sông, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 19 tiểu thuyết Yêu người tử tù của nhà dân Gong Si Sông được gửi đến quý vị và các bạn vào chương trình đêm mai chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh vĩnh long đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe thân ái chào tạm biệt